Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Thưa quý vị, theo quý vị vận xui là như thế nào? Theo quan điểm của các nhà tâm linh học thì cho rằng vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước đó cho mỗi người. Theo quan điểm của tử vi, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 26 tháng 9 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám theo những con sát này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi, mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí tán ra bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Tý, chính quan soi đường. Hôm nay chính là ngày người tuổi Tý khẳng định vị thế của mình. Với đầu óc minh mẫn, bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề cực kỳ mới mẻ. Công việc người tuổi Tý bỗng dưng gặp lại kẻ xấu cản trở, tiền bạc tích góp bao lâu đổ sông đổ bể. Ngoài ra còn điều đơn giản, tiền bạc tích góp bao lâu đổ sông đổ bể. Ngoài ra còn nhiều đơn hàng khó giải quyết. Công việc chính có phần ngưng trệ, cấp trên cũng tỏ ra khá hờ hững. Công việc của người làm kinh doanh tưởng cuối tháng vận đỏ nhưng tự nhiên lại bị sa sút, tiền bạc thất thoát, phải bỏ tiền túi để bù lại, làm bạn vô cùng đau đầu. Tinh thần cũng theo đó mà sa sút, tiền bạc mất, tình yêu trục trặc khiến bạn chẳng thiết gì. Phải cố gắng lên chứng tuổi Tý, đừng để bản thân trì trệ, sức khỏe ảnh hưởng, mọi sự lại kéo theo thảm bại hơn. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự kính trọng và phong phục của nhân viên cấp dưới. Bạn đề ra được những đường lối đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và hướng tới những mục tiêu có tính khả thi. Tuy nhiên, trong ngày thủy vượng như hôm nay, bạn mệnh cần chú ý gìn giữ sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Nếu có thời gian thì hãy tập luyện thể dục thể thao, chớ ngồi một chỗ quá lâu hoặc là làm việc quá sức. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Mão. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hình, công việc của người tuổi Mão dường như lâm vào bế tắc, thậm chí bạn nghi ngờ định hướng từ trước đến nay của mình. Tuy nhiên, bạn chớ vội bi quan và nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng. Khi bạn không thể tự mình tìm ra hướng đi mới cho vấn đề, thì hãy thử trao đổi, chia sẻ với những người giàu kinh nghiệm hơn. Rất có thể thông qua cuộc trò chuyện, bạn sẽ được khơi gợi, mở mang đầu óc hơn, mọi chuyện sẽ chẳng còn quá nghiêm trọng như trước nữa. Thủy sinh mộc, gia đình cũng luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên bạn. Vì thế, con giáp này có thể yên tâm rằng mình không hề cô đơn. Hãy mạnh dạn dấn bước, rồi bạn sẽ tìm ra ánh sáng cuối đường hầm, dù hiện tại có khó khăn ra sao. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Thủy khắc hòa, người tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng khi kết giao với người khác, bởi kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện bên cạnh và tìm thời cơ hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Tốt nhất bạn không nên vội tin theo lời của người không thân thiết. Tưởng như 26 tháng 10 âm lịch bạn sẽ có được thành công, tích góp nhiều tiền để tiêu Tết, mà không ngờ tự dưng mọi thứ lại gặp trục trặc, làm cho bạn không kịp trở tay. Xem tử vi 12 con sắc cho hay những mối quan hệ xã hội của người tuổi Tỵ tự dưng bị thụt lùi, khiến cho mọi người nghi ngờ trình độ của bạn. Không biết có ai chơi xấu hay hẫm tay trên của bạn không mà khiến tình hình công việc thực sự đi vào ngõ cụt. Phải hết sức lưu ý các mối quan hệ xung quanh và phải chăm chỉ, chịu khó. Sức khỏe giảm sút lại kéo theo tình cảm rối ren, hôn nhân rạn nứt làm bạn thực sự đau đầu. Phải có cuộc nói chuyện nghiêm túc để người ấy hiểu bạn hơn, chứ đừng để tình trạng hiểu lầm lâu dài có thể khiến hôn nhân tan vỡ. Người độc thân cũng có những quan điểm khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn nhìn thấy khuyết điểm ở tất cả mọi người nên chẳng muốn kết giao với bất cứ ai. Tuy nhiên, không phải đánh giá nào của bạn cũng chính xác. Bạn đang tự đánh mất đi những cơ hội tốt. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình
vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thông thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Tín Ngọ tương xung để người tuổi Ngọ vướng vào tình thế khó khăn trong công việc. Bạn chẳng nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai nên luôn phải tự lực cánh sinh. Điều đó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Ngày 26 tháng 10 tràn đầy hy vọng bỗng nhiên bị dập tắt bởi những cảnh tượng nhân mang lòng đố kỵ. Cơ hội làm việc đang đến với bạn nhưng tự nhiên lại có người hẫng tay trên làm bạn mất đi sự tin tưởng của cấp trên. Bạn mong muốn hoàn thành tốt việc được sao và các dự án của bản thân nhưng lại bị ngừng đầu tư nên dẫn tới ngưng trệ. Điều đó làm cho tiền bạc bị thất thoát, tiền thưởng cuối năm cũng giảm đi nhiều. Tình hình tài chính không tốt, túi tiền của bạn không còn được dư giả như trước nữa, làm bạn buồn trong khi người thân lại đang mong chờ sự giúp đỡ từ bạn. Tuy nhiên, trước khi than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho người khác, con giáp này cần dành thời gian để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Có thể những hành động từ trước đến nay của bạn đã làm mất lòng rất nhiều người khác mà bạn không ý thức được. Thủy khắc hỏa, mối quan hệ của bản mệnh và người ấy đang ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí dần đi đến kết cục đổ vỡ. Chính bạn cũng không hiểu được bản thân mình nên cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân sần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Tương hại sáng họa, người tuổi Mùi khó tránh khỏi xui xẻo trong ngày hôm nay. Dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa, những rắc rối vẫn luôn xảy ra hết lúc này đến lúc khác. Người làm kinh doanh chỉ nên đưa ra những quyết định mạo hiểm thay vì vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Bạn nên bình tĩnh để có thể đánh giá tình hình chuẩn xác, tránh rơi vào sai lầm không đáng có. Thổ khắc thủy cho thấy sự rụt rè, nhúc nhác khiến cho con giáp này đánh mất nhiều cơ hội để có thể khiến cuộc sống sang trang. Hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng bạn lại không dám đưa tay ra, nhận lời lại từ chối của người ấy. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Dậu. Tử vi hàng ngày cho thấy tương phá gây họa, người tuổi Dậu cần cẩn trọng trong việc đầu tư, chớ ham tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Nếu bạn không chịu bỏ công sức làm việc, chỉ mong muốn mát ăn mắt vàng thì sẽ dễ bị lừa lọc, mất tiền không đáng. Nếu phải đi đến những nơi đông người, bản mệnh cần chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận, không nên hớ hênh khiến kẻ xấu giòm ngó. Tốt nhất là bạn không nên đem quá nhiều tiền bạc hoặc cố tình khoe khoang sự giàu có của mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị những con giáp xui xẻo nhất trong ngày 26 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.